Mến chào các bạn. Các bạn ơi, những cái hột đậu xanh mà mình ngâm á, mà nó đang là chuẩn bị nứt để nảy mầm nè. Mà mình không phải là ngâm để làm giá đâu, mà mình ngâm để nấu xôi á. Nhưng mà nó vừa mới nứt vậy thì nó không sao nha. Một lát nữa mình sẽ trộn vô với nếp. Bữa nay mình sẽ chia sẻ cách nấu xôi đậu xanh hột mà mình nấu bằng nồi cơm điện này các bạn. Thì ở chỗ này là mình có 500g gạo nếp. Gạo thì mình không có ngâm nha, mình chỉ ngâm có đậu thôi. Đậu thì mình chỗ này là 170g đậu xanh, mình đã ngâm được khoảng 8 giờ đồng hồ rồi các bạn. Thì bây giờ đầu tiên là mình chuẩn bị đây một cái nồi cơm điện của mình nè. Mình cho vô khoảng cỡ 600ml nước mình cho nó vô. Mà 600ml nước cũng là 600g luôn đó các bạn. Nhưng mà mình sử dụng cái từ nó là ml thì nó dễ. Và mình cho khoảng nửa muỗng nhỏ nhỏ muối vô nè. Rồi mình cắm điện vô. Mình sẽ nấu để cho nước nó sôi lên nha. Mình lấy một cái rá, mình đổ đậu ra nè các bạn. Mình có chuẩn bị bên này một cái thau nước sạch. Mình rửa lại đậu nha. Tại vì ở trong cái đậu xanh này á, có một số hột đậu nó khô các bạn. Cho nên là mình phải rửa rồi để mình bốc những cái hột mà nó đã nở ra. Những cái có một số hột khô là mình bỏ đi nha. Chứ mình bỏ vô mình nấu xôi á, là cái hột đậu nó không có chín á. Mà khi mình ăn vô thì nó giống như là mình cắn phải sạn á. Nó mà nó kêu cốc một cái rồi lại thêm cái vị đậu mà nó còn sống nó sẽ tanh. Mình đã như vậy nè các bạn. Đây cuối cùng nó có một vài viên thôi. Cái đậu này thì nó có ít thôi chứ nó không có nhiều này. Có những cái viên mà nó nhỏ nhỏ nè, nó chưa có nở ra, nó còn cứng lắm này các bạn. Thì mình nhặt ra nhé. Cuối cùng còn những cái hột sống này các bạn thì mình bỏ đi nha. Mình bỏ đi. Rồi mình cũng cho nếp vô nước để mình vo cho nó sạch cái bụi nha. Khi mà mình vo nếp xong rồi thì mình cho đậu á, mình trộn vô với nếp, sóc nó đều nhé. Tính ra đậu này á, thì mình ngâm nó ít hơn cũng được, mà tại vì mình ngâm mình cũng mới vừa đi về á, các bạn, cho nên là nó hơi quá một xíu, nhưng mà không sao, nó mới nứt vậy thì nó cũng vẫn bở nha. Thực ra mình ngâm khoảng 7 tiếng là vừa rồi. Rồi nước của mình nó đã sôi rồi các bạn. Trước khi mình cho vô mình sóc lại. Rồi mình cho nếp và đậu vô. Cái rổ này của mình á, cái lỗ nó to quá. Cho nên là những cái hạt nếp á, nó đọc ở dưới đáy này các bạn này. Mình vỗ được bao nhiêu vỗ ha. Rồi mình lấy cái đôi đũa mình sơ ở trên mặt này các bạn. Mình đừng có đảo xuống dưới đáy nha.
mình sơ trên mặt thôi để nó khỏi có bị cháy á. Và mình cứ nấu nó bình thường như là mình nấu cơm á, khi nào mà nó nhảy qua nút ấm á, được khoảng nửa giờ sau á là mình mở ra là sôi chín nha. Nồi cơm điện á, nó đã nhảy qua nút ấm được khoảng nửa giờ rồi thì mình rút điện ra nè các bạn. Và mình cũng mở ra luôn nha. Wow, chín tốt đây nè các bạn. Mình nấu cơm bằng nồi cơm điện á, cái sôi nó mềm lâu lắm các bạn. Mình đảo để cho nó đều, tại vì đậu xanh nó hay đọng lại ở dưới á. Wow, loại sôi đậu xanh á thì vì nó còn vỏ cho nên mình nhìn cái màu sôi nó cũng rất là đẹp nè các bạn. Đậu xanh nó bở tơi luôn á. Rồi sẵn là mình có dĩa này, mình đơm ra này. Mình nấu với cái lượng đậu nó bằng 1/3 nếp á là nó vừa nha. Mình cũng đừng có nấu đậu nhiều quá, nhiều khi mình nấu đậu nhiều quá nó sẽ làm cho nếp nó tơi ra, nó không có cái sự kết dính nha. Còn nếu mà ít đậu thì nó lại không có bùi. Mình cứ khi nào vậy mình nấu sôi là mình cứ cho cái lượng đậu á nó bằng cỡ 1/3 nếp á các bạn. Thì cái xôi của mình á nó bùi lắm này. Các bạn thấy này, những cái hột đậu xanh mà nó bở tơi luôn này. Rồi mình sới như vậy đi nha, sửa lại tí cho nó chung quanh cho nó đẹp. Và ở bên cái chảo bên này mình đã rim sẵn một chảo thịt heo xay rim mặn ngọt. Thường khi mà mình ăn xôi á các bạn, mình hay làm cái món là thịt heo rim mặn ngọt này, ăn nó ngon này các bạn. Vì xôi thì mình nấu với nếp á thì dẻo, rồi đậu thì bở, rồi mình ăn với lại cái thịt heo rim mặn ngọt này vì nó có cái chất béo nè, vì thịt này là nó cũng có pha mỡ nữa nè, rồi mình làm mặn mặn ngọt ngọt cay cay rất là ngon luôn. Đây, thế là cuối cùng mình đã có được một món ăn là xôi nấu với đậu xanh hột, rồi mình ăn kèm với thịt heo rim mặn ngọt. Mến chào các bạn nha.